Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của Chí. Thì hôm nay là ngày cuối tuần á, thì mình YouTube lên thì có rất là nhiều cái nhạc mới của mấy bạn mà thi rap Việt, giống như là của Hurricane nè, rồi của Geno Big Boy, và như có bài của DJ Tập Rap nữa, cho nên là hôm nay là sẽ rất là vui luôn. Tuy nhiên có ba bài nhạc mới để mình nghe, để mình reaction nó rất là vui, rất là thú vị luôn. Ok, rồi hôm nay cái bài đầu tiên mình sẽ reaction á là cái bài của Hurricane, bài Chưa Phải Là Yêu feat với Rex. Rex thì mình không rành cho lắm, không biết là có nghe nhạc của Rex bao giờ chưa, nhìn như là chưa. Nhưng mà có Hurricane thì chắc chắn là nghe rồi, tại vì Hurricane thi rap Việt mà. Mình rất là đánh giá cao Hurricane luôn á, tại vì mình có cảm giác giống như là cái Hurricane bạn này rất là có tài. Thứ nhất nè, thứ hai là rap hay, thứ ba là bạn kiểu như bạn khá là có kinh tế ấy, có phải có kinh tế được, khá là tinh tinh tế các bạn. Mình thấy bạn này có cái tầm, với lại như là những cái hành động nhỏ nhỏ của bạn ấy, thể hiện bạn một cái người rất là tinh tế, và trong âm nhạc cũng vậy nữa, rất là tinh tế trong cái cách làm nhạc luôn, cho nên là rất là hào hứng. Không có cái bài kia như là bài của Jonah Big Boy, không có bài của DJ Rap, nhưng mà mình chọn nghe của Hurricane trước, tại vì mình rất là mong chờ những cái gì mà những cái sản phẩm nhạc của bên Hurricane, tại vì mình rất là thích bạn thẳng luôn, chứ phải mình so sánh là mấy kia mình không thích đâu bạn. Ok, rồi mình nghe luôn nha. Let's Yeah, vlog hôm nay sẽ là về Hurricane. What's up? Hôm nay cái miệng của nó lớn chưa? Rồi hôm nay làm gì đây? Hôm nay là nói chung là thi xong hết trơn rồi, chương trình xong xuôi hết rồi. Nên là thôi anh em mình đi xả chết, bữa giờ cũng hơi nhức đầu. Rồi khi nào bạn mới ra nhạc? Cho một cái lý do cụ thể đi chứ. Nhưng mà nhạc thì cũng có thôi. Nhưng mà nói chung là chưa tìm thấy chất liệu. Rồi giờ muốn thấy chất liệu đúng không? Quay ra sao đi? Đó. Được không? Được không? Được, giờ chỉ cần nghĩ cái chủ đề đắp vô thôi. Ủa, ê, khác, đi đâu vậy? Thì cũng có biết bao nhiêu đẹp chẳng sao ai còn tìm nơi nào. Nhưng baby đây chẳng phải là tình yêu. Ngàn giờ nhìn đắm đôi say mê hai đôi môi trao như thiếu tình lao. Vòng mắt giờ đây đâu thể nói là tình yêu. Thì cũng có biết bao nhiêu đẹp chẳng sao ai còn tìm nơi nào. Nhưng baby đây chẳng phải là tình yêu. Ngàn giờ nhìn đắm đôi say mê hai đôi môi trao như thiếu tình lao. Nói chung là mình rất là thích cái Hurricane làm những thể loại nhạc như thế này. Tại vì gần đây mình có nghe nhạc của Seven Upper hả? Tên gì vậy? Tự nhiên sệt MacBook. Seven Upper Cut hả? Seven Upper Cut, đúng rồi. Bây giờ mình có nghe nhiều cái bài của bạn Seven Upper Cut á, thì mình rất là thích cái thể loại nhạc làm nhạc kiểu như rock and roll mà pha chút xíu phong cách của Việt Nam vào, nghe rất là hay, rất là đậm một cái phong cách riêng luôn. Thì mình rất là thích khi mà Hurricane chuyển qua làm những thể loại nhạc như này, mình cảm giác như nó rất là hợp với bạn. Tại vì phong cách mà Hurricane đem lại trong những cái bài nhạc của bạn á, là như cũng phong cách mà kiểu như vui vẻ, yêu đời, lúc nào cũng có tràn cái năng lượng tích cực ở trong đó hết trơn á, cho nên là bạn làm những cái này rất là hợp. Thì cái màu của bạn nó rất là hợp với khi mà làm những thể loại nhạc như thế này, cho nên là rất là thích luôn. Ok, nghe tiếp. Từ trước anh đã chẳng hề lung lay. Don't call me back. Em và thiên thần đâu có gì khác chi anh trong cây tôi, nhưng đâu có chắc gì chưa là yêu như hai ta chung một nhịp. Anh và em đêm nay chung một vì mà chắc anh đang là chỉ tới kia thôi, ta chỉ tới đây thôi. Đâu you still want it all. Ta như mây trôi khi chung đôi khi hơi xa xôi. Lời nói trên môi thì có là gì để mà vẫn với phương sâu thì sẽ quên đi. Giữa chúng ta nên có thể là gì? Đến đây bên thôi và mau qua đi. Giữa chiếc ôm kia làm xấu như này và cứ đến hôn môi thì xấu như vậy. Girl, baby.
chúng ta cũng là gì hôm nay. Từ trước anh đã chẳng hề lung lay. Don't call me back, ừ, baby. Mà rất là hay luôn, mình rất thích là khi mà Hurricane làm cái thể loại nhạc như thế này rất là hợp với bạn. Với lại khúc mà bạn hoàn rap nghe nghe rất là đã luôn các bạn. Mặc dù là vần đôi không, những cái cặp vần á mình nghe như cũng không có cái nhiều cái gì gọi là nhiều cái mới á, nhưng mà khi mà bạn đi cái flow, bạn đi cái delivery của bạn á rất là Hàn Quốc luôn các bạn. Mình nghe kiểu như nhiên mình liên tưởng tới nhạc của Big Bang mà hồi xưa, nhạc cho Big Bang mà sau này Big Bang hồi xưa cái kiểu như là kiểu mà GD hay ra là mấy cái bài solo như là giống như cái bài hồi xưa mà GD làm theo cái kiểu là bài bài mà GD cover lại của Maroon 5, bài mà This Is Love đúng không ta? Cái gì đó, love gì này? This Is Love hay là cái gì á? Cái gì đó, nói chung là cái vibe thì mình cảm giác giống vậy đó các bạn. Nói chung là bạn làm cái bài nhạc này rất là hợp với lại cái màu bạn luôn, làm rất là hay luôn. Và khi mà qua cái hook á thì cũng hay rồi, không nói nữa. Tại vì mình đánh giá là Hurricane làm mấy cái hook đó rất là đỉnh, nghe rất là dính luôn, mà đúng y chang như vậy vô đây làm cái hook nó nghe rất là quốc tế luôn. Xong rồi sau đó qua cái verse đầu như của Rex thì cái verse đầu mình nghe nó cũng ok, nó cũng là như một cái gì đó nó cũng tròn trịa cùng cái phần của Rex trình bày. Nhưng mà để, nếu mà cái cấu trúc của bài á, để mà cái verse của Hurricane đằng sau như vậy rất là hay luôn á, rất là tinh tế luôn. Tại vì nó thẳng ra luôn á là cái verse của Hurricane đương nhiên là sẽ nhỉnh hơn cái verse của bạn Rex rồi. Cho nên để cái verse của Rex trước để cho mình nghe cái nhạc của Rex một cái cách như là ok, nghe nó hoàn thiện hơn chứ mình không có kiểu như so sánh. Nhưng sau đó khi mà qua cái hook lại xong rồi qua cái verse của Hurricane thì Hurricane như lúc đó là chiếm lĩnh hoàn toàn cái cảm xúc của mình luôn. Tại vì lúc đó là bạn làm quá là hay và cái delivery, cái flow của bạn đi nó rất là cuốn, rất là dính luôn á, thiệt luôn. Nói chung là rất vẫn đem được cái phong thái của Hurricane đó giờ mình biết qua chương trình Rap Việt, rất là tinh tế rồi bố cục màn sắp xếp cái bài hát cũng rất là hay nữa. Cho nên là nói chung là cũng là một bài rất là hay, rất là thích luôn. Man, mà công nhận màn hát cái khúc mà cái verse mà rap của bạn rất là hay luôn các bạn, chắc mình phải nghe lại. Từ lúc nãy mình nghe lúc đầu mình nghe cái verse của Rex á, mình chưa có cảm xúc gì nhiều, mình nghe cũng ok, cũng một cái verse tròn trịa. Nhưng mà tự nhiên qua cái verse của Hurricane, tự nhiên lúc đó cảm xúc của mình nó dâng trào lên luôn. Các bạn có thể bạn quay lại cái coi video này á, thấy cái mặt mình nó vui lên hẳn luôn. Nói thiệt, mình mà thấy cái gì vui chứ là cái mặt mình nó không có, cái mặt mình nó phải thể hiện ra liền luôn, chứ mình không có giấu được cảm xúc của mình. Nói chung là vậy. Nói chung là mình nghe lại nha. Don't call me em và thiên thần đâu có gì khác, chỉ anh trong cây thôi nhưng đâu có chắc gì. Chưa là yêu nhưng hai ta chung một nhịp, anh và em đêm nay chung một vậy mà chắc anh đang là chỉ tới kia thôi. Ta chỉ tới đây thôi, no you still want me all. Ta như mây trôi khi chung đôi khi hơi xa xôi, lời nói trên môi thì có là gì để mà vẫn với vương sâu thì sẽ quên đi. Giữa chúng ta nên có thể là gì, đến đây bên thôi và mau qua đi. Giữ chiếc ôm kia làm sống như này và cứ đến hôn môi thì sống như vậy. Baby don't call me like I am your lover. Sorry, giờ chúng ta cùng là gì hôm nay. Oh man, quá hay luôn. Delivery flow đi quá là đỉnh luôn các bạn. Oh man. Mà nghe mà Hurricane có cái rất là hay luôn á, là mấy cái bài mà mình nghe của Hurricane á,
không có cái flow nào như là mình cảm giác như là bạn sử dụng lại hết trơn á. Hồi xưa giờ mình có suy nghĩ trong đầu mình đó là những cái rapper, những cái bạn rap có những cái flow mà đặc biệt của mình riêng á. Mình đã thành công trong những cái bài nhất định rồi, như là bài bài A, bài B gì đi, cái mình dùng cái flow đó mình đổi đổi chút xíu, cái mình đem qua bài bài C thì nó còn cái bài mới thôi, nhưng mà nó dùng cái flow, cái chất riêng của mình, cái đó vẫn được các bạn. Nhưng mà Hurricane có cái đặc biệt này á, là khi mà bạn hát á, mỗi bài bạn có một cái flow riêng cho cái bài ấy luôn. Mình nghe cái flow đó mình biết là ô cái bài này là bài 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 này, chứ không phải là ô cái này là giọng của Hurricane, không, mình không có suy nghĩ ở trong đầu. Như mình nghe cái nhạc nào của Pháp Kiều đi, ví dụ vậy, không, mình phải đem ra mình so sánh. Nhưng mà mình nghe những cái flow như vậy mình biết ai đây nhạc của Pháp Kiều. Mình không đem ra so sánh nha, mình chỉ nói là cái ví dụ vậy thôi. Nhưng mà mình nghe những cái flow, những cái bài này của Hurricane, mình biết ô cái bài này là bài chứ phải là yêu. Ô bài này là bài bài này của Hurricane. Cho nên là bạn có cái đó rất là hay các bạn. Nói chung là một có một cái flow riêng trong cái bài nữa, và nó rất là hay luôn đó. Cái đó là điểm đặc biệt. Mỗi cái flow trong mỗi bài mà bài nào cũng hay hết, cho nên là nó cũng là rất là có tài luôn á. Thiệt, mình đánh giá cao Hurricane, cũng không sai, rất là hay luôn. Ok, chút xíu vậy thôi. Còn cái MV làm rất là dễ thương luôn. MV làm đó giờ mình coi MV của Hurricane á, thì bạn vẫn giữ được cái màu riêng của bạn luôn. Bạn làm MV hồi xưa ra sao bây giờ vẫn y chang vậy, không có thay đổi mình. Mặc dù bây giờ mình đã nổi tiếng hơn, mà nhiều khi có vật chất cũng nhiều hơn hồi xưa như vậy, nhưng mà làm MV cũng mang đậm cái phong cách hồi xưa, cho nên là bạn sẽ là mình nghĩ là bạn sẽ giữ được bạn sẽ giữ được cái gọi là gì ta, cái chất riêng của mình sau này luôn. Cho nên là mình rất là mong chờ những sản phẩm nhạc sau này của Hurricane luôn. Mình chắc chắn luôn, nói luôn, cái sản phẩm nào nhạc sau này của Hurricane, cái nào ra bạn cũng đã như là dành rất là nhiều thời gian trau chuốt cho nó, chứ không phải là kiểu như là mình đua theo số lượng. Không, cái này là bạn thích thì bạn làm, có cảm hứng này nọ good á thì bạn làm thôi, chứ không phải là làm theo chỉ là đua số lượng này nọ. Mình cảm giác như vậy. Mà khi mà như vậy rồi á, nhiều cái người nghệ sĩ mà không có bị ảnh hưởng bởi những cái label này nọ á, bởi vì những cái label bạn ký hợp đồng với những cái label nhẹ, như là những cái label mà nổi tiếng á, thì mình cũng phải ra một số bài nhạc nhất định trong một khoảng thời gian. Mình nghĩ là bên Gerd Nang này nè, mình nghĩ là một cái team của Hurricane thôi, chứ không có phải là một cái label đâu, đúng không? Cho nên là nhiều khi nó sẽ không có thúc đẩy ra nhạc, nhưng mà sẽ ra theo cái kiểu giống như cái kia bản quyền thuộc về Hurricane, không, copyright Hurricane. Ok, có nghĩa là cái này là của Hurricane thì đúng rồi, cho nên là bạn thích thì bạn làm, một cái người ca sĩ nghệ sĩ tự do. Cho nên là khi một cái người nghệ sĩ tự do rồi, người ta làm cái gì người ta thấy hay, thấy vui, cái cảm cảm xúc người ta có người ta sẽ làm. Mà khi đó những cái bài nhạc của những người nghệ sĩ tự do sẽ rất là hay luôn. Cho nên là rất là mong chờ những cái sản phẩm sau này của Hurricane luôn các em, rất là thích luôn. Nãy mình vô mình ngồi nghe reaction nó, người mình nó bình thường thôi, bây giờ mình nghe xong người mình những vui vui thẳng lên luôn, thiệt, nó thề luôn, nó thẳng luôn, quá là hay. Ok, rồi chút xíu vậy thôi. Ok, để mình sẽ dừng cái video ở đây để mình làm một cái video khác reaction những cái bài khác, như là bài của Jada Big Boy với lại bài của DT Rap. Ôi, DT thôi. Ok, rồi vậy nha, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp các bạn trong video tiếp theo. Thank you. Quên nữa. Nếu các bạn thích cái video này của mình á, thì cho mình xin một like với một subscribe ở dưới nha. Rồi có gì á, nếu có những cái gợi ý nào về cái bài nhạc nào mà các bạn nghĩ là mình có thể reaction được á, thì các bạn cứ comment ở dưới để mình reaction nha. Ok, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Thank you các bạn.